tiếp theo nào. Xin chào các bạn. Chúng ta có một hai sản phẩm mới, rất là mới từ thị trường hiện nay. Các bạn ở bên đây có biết gì không? Đây có hai màu, một màu đen và một màu gold. Thử nha. Chúng ta đang có mặt tại hệ thống Laptop Center Shop .com. Các bạn có thể tham khảo thêm sản phẩm này tại www.laptopcentershop.com. Đây chúng ta là một móc khóa kim được cắt móng tay nè. Đây là điều quan trọng là lôi đèn xuống thì đây sẽ là một cái là thấy ánh lửa lên đó, dành cho các bạn nào hút thuốc, các bạn nào hút thuốc mà bạn sử dụng công nghệ bằng sạc rất là ok. Có hai phiên bản đen và gold với mức giá là 199.000. Đây là gì đây? Đây là một cái đầu phát 4G. Đó, các bạn nào sử dụng các sim 4G hiện nay thì sử dụng này có màn hình cảm ứng. Đây là tai Bluetooth của Nhật chống nước được. Thương hiệu Ibuprofen. Có mức giá là 499.000. Còn đây là hai sản phẩm của Roman chính hãng. Cũng là tai Bluetooth. Màu trắng, một cái là trắng bóng, một cái là trắng nhám. Đây là cái loa, cái headphone nhìn trái tim dễ thương đúng không? Khá là ấn tượng. Đó, các bạn nữ nào thích một cái duy nhất có từ thương hiệu gì đây? Nhiều Euro của Nhật Bản 100%. Này tôi sưu tầm rất là khó, hiện nay dân là trong vòng không có nhiều. Các bạn có thể tham khảo thêm. Ngoài ra chúng ta có thêm cái đồng hồ này, có thêm các cái mic karaoke loại tốt. Từ nhìn những cái mẫu nó ra lá ngoài thị trường, nhưng mà những cái mẫu chúng tôi nhập về là với các cái thương hiệu có công ty đàng hoàng hẳn hoi, nên độ bền nó cao hơn và cái âm thanh nó cũng hay hơn, chúng ta được bảo hành hoàn hảo hơn, chứ không phải như những hàng bán nó trôi nổi ngoài thị trường thì cái tiêu chuẩn nó thấp quá. Với giá bán này khoảng 559.000 và 399.000 cho hai loại. Còn này thì cái karaoke tròn rất là nhiều đúng không?